con tôm đồng nướng này mới ngon. Ừ. Chanh thế này. Tôm ăn tôm đồng này nướng với cả cái lá mơ này mới là chuẩn. Thế à? Mà chấm cái gia vị này, ớt xanh này, với cả mù tạp này. Khóc luôn. Này, khóc luôn. Nó còn là tôm đồng nướng, cuốn như kiểu cuốn lá lốt. Mà lại còn thêm cái ama công này. Cái ama công này. Đây là cả nhà nhìn đấy. Đây là tôm này cả nhà nhìn nhá. Mọi người nhìn nhá, một con tôm đồng nướng này. Cuốn vào một cái còn là lá mơ. Đây là bí quyết để anh em ăn ngon. Đây là bí quyết đấy nhá, không phải là bình thường đâu. Đây nhá. Chấm này là cay lắm. Chuẩn bị khóc này, chuẩn bị khóc này. Có cay lắm nhá. Chuẩn bị khóc. Để ý nhá. Sặc đấy. Chấm nhiều vào. Phê đấy. Phê rồi. Đằng về. chưa dàn rụa. Chưa dàn rụa. Phải lên level dàn rụa cơ. Ngon. Phải thêm chanh với cả rang quá nhiều, cụ tạt quá. Không được béo cho vợ. Không được béo. Đang làm mỗi cả. Em ăn hỏi với nhiều xương máy móc. Lười đúng không? Có trứng. Con của em có trứng này. Trứng hả? 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 Vợ chồng gì với nhau đúng không? Quay con thế ạ. Nào. Ý kiến gì? Đang ý kiến là sao quả này hôm nay không thấy mồm to như hôm qua. Tí lửa. Gọi là khóc. Cái gì? À không. Ý nói là tâm này á, tuổi gì mà sợ vợ. Chấp hết. Ông có vợ gì? Anh Trung có vợ gì? Đây tầm 4 năm anh em nhỉ. Tại sao phải sợ vợ? Không bao giờ phải sợ vợ. Đúng rồi. Lá để làm gì? Lá ô xin. Vợ để chuyên giặt giũ, cơm nước, nấu nướng. Đúng. Ngâm chân, bây giờ mình về đi chơi về mệt mỏi, nhậu nhẹ về mệt mỏi là bắt buộc là phải ngâm chân. Ngâm chân. Bắt đầu nước nóng phải ngâm chân. Phải là đàng hoàng, phải là rực rỡ, riêng phụ nữ nha. Sợ anh em mình bằng phép luôn. Anh em mình cần bảo là đêm nay tao không về cái là ngày riêng. Ui, xuống xin lỗi luôn. Ui, ngay đúng rồi. Tuổi gì? Nhưng mà anh không biết vợ chú nhà riêng vợ anh nhá. Anh chỉ bảo là mẹ tao qua đêm phải đi qua đêm rồi nhá. Mẹ đi qua đêm luôn đấy. Sợ luôn, quỳ luôn xin lỗi luôn. Không phải rực rỡ. Ok. Ok đã. Em rực rỡ, chấp hết. Thôi. Đã nói đúng rồi. Đàn ông phải là rực rỡ. Đã tầm cỡ mà uống ama công rồi nhá. Xin lỗi luôn cuộc đời luôn nhá. Bảo mình chỉ cần bảo là đêm nay tao không về. Em biết không? Quỳ xuống xin lỗi luôn. anh ơi, đêm nay anh đi gặp bạn gái à? Nếu mà anh có người yêu thì thôi hẹn người yêu hôm sau đi. Tối nay anh dành riêng cho em được không? Không. Để tôi tao đi nhậu. Quỳ luôn đúng không? Có lần quỳ rồi nhưng mà mình quỳ chứ đéo phải nó quỳ. Ông nói đéo lời anh cũng cười. Ôi đéo quay nữa rồi này. Trước lại là mình quỳ. Vẫn là học được anh qua rồi. Cái bẻ lá cuối cùng ấy nó rất là hay. Đúng rồi. Bởi vì nó rất là chuẩn. Cái bẻ lá cuối cùng là gì? Ôi là mình quỳ. Chốt lại cuối cùng là mình quỳ. Dạ. Chấm cá đấy. Chấm cá đấy ạ. Dạ. Mỡ. Mỡ đấy. Và cái lại cuối cùng ấy là ai quỳ. Thôi cuối cùng là chồng quỳ. Rồi. Lại mình quỳ. Ôi thì mẹ khổ lắm cuộc đời, mẹ cũng thằng đàn ông như anh em mình sướng nhau đâu. Ok xong. Chả có ách cái đéo gì cả. À. Rồi. Nói thẳng luôn. Kể cả vợ thằng Diệu, vợ thằng Jimmy Mẩu ở đây. Rồi là vợ thằng Long Văn Quang. Không thằng Trung. Đây con đang quên đang cầm lên xuống cái là, quay này. Là con lại như kiểu này. À. Lại. Tuổi bưởi. À. Ok. À. Một khi nhá. Không có cháu ơi, em đi mồm nhưng mà lại thích cái này. Nhích là phải nhích. Không thích là nghe thôi. Chung nói nhích. Chấp hết. Mày tao bò lên tí nữa. Còn khi này. Anh em mình làm sao mà phải thế nhỉ? Này, biết bằng tay tao như này làm gì không? Chấp hết. Tao nói mày nhá, đéo phải là chấp hết nữa, phải về săn bằng tất cả. Đéo chấp hết nữa. Mày nhìn vợ tao không? Ngồi đây đéo cho phép nói là không được phép nói.
Đã là thật đâu. Câu nói nó phải là làm mà. Nó đang căng lắm. Thả nói, cho phép nói rồi, ăn xong ngồi im, một là trên điện thoại. Hai, đúng rồi, là ngồi không được phép nói, không được tham gia tất cả những cái điểm phải đi mõm ngay. Đây là cái chỗ anh em chúng mình đang bàn việc. Đúng rồi. Kể con Nga tuổi gì ăn xong. Tuổi gì? Ăn xong đi, ăn xong. Lâu mồm đi. Bạn bắt chết ngày để kể cả con Mai Anh luôn. Con Mai Anh cho đi xỉa răng đi. Em nói chị Duyên là em nói chị Duyên là không, chị Duyên cả thôi. Chị được phép nói nhưng mà chỉ nói một câu thôi. Chị cả. Nếu mà không lấy chung anh bản hốt. Chị là chị cả. Chị được phép nói nhưng mà chị cũng chỉ cười thôi. Nếu mà chị mà bị nếu mà nói mà anh Dũng anh ngứa hay là anh bản hốt. Bản hốt. Nói đúng rồi. Cái tâm này nhá, bọn em nói rằng luôn, em kể cả chị em phụ nữ ở đây luôn, em nói luôn, đúng rồi, tôi nói luôn, em thề luôn là tí về bọn em quỳ. Cái đéo gì đấy. Em đồng ý. Xin lỗi các chị, em đồng ý cái kia đấy. Em quỳ đó. Em xin lỗi các chị là bọn em cũng chỉ là ăn chơi nhảy múa tí thôi cho nó rực rỡ thôi, tí là bọn em quỳ, bọn em xin lỗi. Tất cả mọi người biết nhá. Loanh quanh ấy, bọn tao cũng quỷ thôi. Quỷ là phải xin lỗi thôi. Làm kéo ở đâu rồi. Ôi, uống cho nó rực rỡ rồi. Thì cuộc đời nó cũng chỉ là số má. Cuộc đời nó chỉ là số má. Nhưng cuối cùng anh em mình đều là ngủ mõm. 400 công, chúng mình anh em chưa tuổi gì. Anh em mình cũng không ngồi. Lại bọn tao chỉ là tao ngủ mõm được. Chấp nhận kìa, nhìn thấy chưa. Cái đĩa để cá, biết cái con cá là mới quá. Mới mà mấy nghìn một lạng. Xong em bảo là món tôm thì ướp thì chín, món tôm đường chanh ướp thì chín. Cô tổ hông nhà là mình nhà mình cá này thì mình cá tối rồi chưa cá to rồi lại mấy lâu ai không có rồi. Món này nó đặc biệt luôn. Mình đi ăn cái gì? Món bát này mới mà. Bát mới rồi. Ngày hôm nay đoàn chúng tôi về Lào Cai đi nễ ông Hoàng Bảy, tên Bảo Hạ. Đấy. Các bạn có nhìn thấy con gà ngon không? Ngon tuyệt vời. Đấy. Con gà là 4 cân. Gà này là gà 4 cân. Chắc nhỉ? Coi như là... Cái đuôi của nó cũng như gần bằng con gà Đông Tảo, nhưng mà chưa bằng thôi. Rất là to. Đây, là gì đây? Đấy, cả nhà nhìn này. Ngon này không? Chấm nước mắm, ớt. Hợp một phát hết luôn. Đúng rồi, và đây có là món cá gì tôi không nhớ tên. Nhưng mà không phải cá bống. Cá trôn đi, tạp nham. Cá này là cá tạp nham. Đấy, nhưng mà chấm nước mắm nguyên chất rất là ngon. Cá sông, nói chung là cá này ở dưới nước anh ạ. À đi là Hòa Bình đấy. Anh em đi Hòa Bình đấy, cái đi cắt bờ ấy. Cái cá sông này ngon kì. Đây là con là mình gọi vui là nó là cá mương. Cá mương, cá mương. Cá ngon. Mương sông. Cá ngon. À, sau khi chúng tôi đánh chén xong sẽ nghỉ ngơi một tí để chiều đi lễ ở đền cô bé Tân An. Ngày xong rồi đến tối chúng tôi về đâu thì chưa biết. Ở đâu mới nói. Đều đâu ở đâu có lâu mới nói. Uống này. Lộc. Uống. Uống này. Rượu này là rượu táo mèo. Hôm nay bọn tôi đổi món từ Amakong sang táo mèo. Anh ơi, anh. Anh ơi, anh. Chúc khỏe nhá. Chúc khỏe nhá, cả nhà. Rượu ngon đấy nhưng mà anh đã thẩm rồi, nó ăn cũng được. Có thể là mình muốn cái chỗ nào mà quen rồi. Thôi chào con vợ nha, tôi hốc đây.